Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Giải mã bí mật kinh hoàng đằng sau vụ án, giải cứu và các vụ có liên quan đến công an. Kịch hay còn chưa được diễn. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin cực nóng và chấn động khi vụ án tham nhũng khủng liên quan đến chuyến bay giải cứu mà có rất nhiều người đang quan tâm có rất nhiều quan chức tại nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ trở thành bị cáo qua vụ án này dư luận có thể thấy được những tham cung bí sử ẩn chứa đằng sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng này và số phận của những kẻ dính líu đến vương quyền và trò chơi chính trị như cạm bẫy và thủ đoạn chết người này nhiều tiếng nói yêu cầu ngành tư pháp của Việt Nam cần có sự phản biện và dân chủ hơn nữa để có thể buộc những con cá lớn thật sự đứng đằng sau phải chịu trách nhiệm cho những hành động phạm tội của mình. Và đây cũng là những nội dung chính mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị trong chương trình Thời sự đặc biệt ngày hôm nay. Vụ giải cứu, đâu rồi tiếng nói phản biện? Thưa quý vị, vụ án chuyến bay giải cứu và tới đây là kích test chỉ là sự tiếp nối của những vụ án khủng trước đó. Sau vụ khủng hơn vụ trước, riêng chuyến bay giải cứu liên quan tới hệ thống chính trị vào cuộc, đủ các bộ, ngành, từ thấp đến cao. Đau nhất là những kẻ này thản nhiên chiếm đoạt tiền bạc của dân trong tai họa COVID-19. Chưa thấy nước nào xử vụ án hậu COVID như thế này. Mấy năm trước có hai ông bộ trưởng. Một thời oanh liệt chém bao nhà báo và cây viết vì dám trái lời như vị tướng công an tướng hải quân tướng quân đội một thời thét ra lửa nhưng hôm nay họ không có dịp đọc bài viết kiểu này như họ từng không thèm nghe phản biện khi có quyền tiền trong tay thảm họa cá nhân và thảm họa quốc gia bởi quyền lực không được kiểm soát tai điếc mắt mù vì tiền và một phần cũng vì không có đất cho phản biện Báo chí ủng hộ những gì chính quyền làm cho tới một hôm mới biết báo viết sai. Một quan chức về hưu cho hay, từ khi nghỉ việc, có dịp gặp kha khá những trí thức Hà Nội, Sài Gòn, bên Tây, bên ta với kiến thức đầy mình nhưng không biết đổ vào đâu. Nhiều người trong số họ than thở, muốn đóng góp cho cái chung mà đành chịu, im lặng cho lành. Nhớ 14 năm trước, khi trí thức từ chức nói về sự kiện viện IDS bị giải thể. Được thành lập từ năm 2007, IDS là viện nghiên cứu phát triển, nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên kiểu thiên tanh ở Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, IDS đã thu hút nhiều sự chú ý của giới quan tâm chính trị, thời sự trong và ngoài nước. Ban đầu, IDS có 9 thành viên là các vị hoàng tụy nguyễn quang a phạm chi lan lê đăng doanh chu hảo tương lai phan huy lê trần đức nguyên trần việt phương và sau thêm vũ quốc huy nguyên ngọc nguyễn trung phan đình diệu vũ kim hạnh phạm duy hiển huỳnh sơn phước viện ids với tư cách một tổ chức độc lập không có cơ quan chủ quản chỉ hoạt động theo luật vừa là tổ chức mở độc lập phi vụ lợi hoạt động dựa trên cơ sở cạnh tranh ids kỳ vọng sẽ phát triển thành một viện nghiên cứu chính sách lớn mạnh ở việt nam trong việc thực hiện các nghiên cứu và cung cấp dịch vụ về chiến lược kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội các doanh nghiệp các cá nhân trong cũng như ngoài nước việc muốn đào xới vấn đề hoạch định chính sách lên khuấy động thành một phong trào để tất cả những người dân trí thức đặc biệt các trí thức trẻ, có thể hiểu được, có thể tham gia phản biện, cảnh báo. Hoạt động được một số năm sôi nổi và hiệu quả, những semi -ơ đầu tiên khác lạ với kiểu thông thường, phản biện về nhiều chính sách từ ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ đến kinh tế vĩ mô hay xã hội hóa. Có hội thảo bị ngừng vì lý do mất điện. Thời Thủ tướng Dũng không thích nghe lời trái chiều mọi lời bị bỏ ngoài tai chỉ có ông ít luôn luôn đúng coi phản biện là thứ dân chủ giả hiệu ông ra quyết định để ids biết điều và tự giải thể kể từ đó tiếng nói của trí thức ít dần sự im lặng của họ giúp cho những kẻ cơ hội Ngồi lên tham nhũng lạm quyền tung hoành như mẻ củi đốt lò nhưng tham nhũng lạm quyền không hề thuyên giảm sự cảnh báo của giới trí thức tinh hoa và doanh nhân nếu được lắng nghe, quốc gia tránh được thảm họa, chỉ giữ xung quanh mình những kẻ xu nịnh nhằm kiếm lợi cho bản thân và gia đình, thì một ngày nào đó người đào mồ chôn chính là đồng chí của mình hôm trước. Vụ án giải cứu là một ví dụ. Thiên Tăng được coi là phản động ở Việt Nam, tổ chức dân sự cũng thế. Khi chưa hiểu thấu đáo về vai trò và giá trị của họ mang lại, thì các quan lớn tiếp tục vào tù bởi không có ai dám chỉ ra cái sai. Quan trọng không phải là VIP bị bắt, rất xứng đáng do trộm cắp tầm quốc gia, mà đất nước trì trệ, lòng tin xói mòn, thiệt hại không thể cân đo đồng đếm, đợi sai mới bắt đi thì quá muộn. Đã tới lúc nên cho những tổ chức như IDS hoạt động, những trí thức về hưu, doanh nhân giải nghệ, có nơi để đóng góp trí tuệ cho sự phát triển quốc gia thay vì im lặng. Nhớ thời IDS TS, có ông chiến sĩ Jonathan Finkert, kinh tế gia trưởng của UNDP tại Việt Nam từng nói, mỗi một quốc gia cần nhiều tiếng nói khác nhau cho sự phát triển miễn là các tiếng nói đó là khách quan, có cơ sở khoa học và xây dựng. 14 năm qua, EDS đã ra đi, không còn nghe được tiếng tơ lòng của họ. Nhiều người đã khuất bóng, số còn lại im lặng xem cảnh VIP ra tòa có người cho rằng tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ đáng sợ hơn là sự im lặng của những nhà hiền triết kính thưa quý vị trong một diễn biến liên quan khác như chúng ta đã biết những phiên tòa sự công an luôn đầy kịch tính thậm chí chính là một vở kịch to bởi vì anh em đồng chí ngày thường đầu gối tay ấp chén chú chén anh cùng nhau ăn nhậu chơi bời các cái nay lại rơi vào hai chiến tuyến ở việt nam thì tòa viện kiểm sát công an nói chung đều là chỗ anh em thân thiết nếu có số má là biết nhau cả vì phải qua lại làm việc phối hợp nhất là công an điều tra thì càng quen thân viện kiểm sát và tòa cậu hưng cựu điều tra viên của cục an ninh điều tra là dạng đó làm tới trưởng phòng rồi thì chắc chắn hẳn là phải quen biết rộng nay lại bị khởi tố vì thì đầu tiên là chính đồng đội của hưng điều tra hưng chứ ai Cơ quan an ninh điều tra sau khi có kết luận điều tra thì chuyển qua viện kiểm sát. Thành ra việc viện kiểm sát hỏi hưng ở tòa thì bản chất là cũng dựa trên kết luận điều tra của bên an ninh thôi. Chuyện này cả bị can lẫn viện kiểm sát đều rất quen thuộc. Theo những thông tin chúng tôi có được khi các bị can Hưng, Tuấn, Hằng khai trước tòa thì Hưng nhận tiền chạy án ở hai giai đoạn. Giai đoạn Hưng còn trực tiếp điều tra và giai đoạn sau khi bị thuyên chuyển. Ở giai đoạn đầu, nếu chứng minh được là Hưng có nhận tiền làm sai lệch hồ sơ vụ án, thì Hưng dính tội nhận hối lộ, sẽ vào khung tử hình. Ở giai đoạn sau, nếu chứng minh được Hưng có nhận tiền, thì sẽ dính tội môi giới hối lộ, chạy án hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịch khung là trung thân, nếu nhận tiền mà không làm gì hiện tại cáo trạng đang cho rằng hưng lừa đảo thôi là đã giảm nhà hình phạt nếu hưng dính tội nhận hối lộ hoặc môi giới hối lộ là rất phức tạp cho đồng chí anh em bởi vì khi đó sẽ phải tòi ra các anh em khác là rầy rà to dư luận nhớ vụ dương chí dũng khai trước tòa tới bác đại quang thì tòa bị cúp điện không khai tới bác quý ngọ thì vẫn ok thế nên tòa sự công an là rất hồi hộp xem lúc nào mất điện nhưng cậu Hưng này có vẻ như đang có một toan tính khác. Lẽ thường bị can đều có chiến thuật khi khai trước tòa, đã thống nhất với luật sư và các anh em khác, người mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng cách cãi của Hưng là phủ định mọi tội lỗi vì chỉ nhận có bốn chai rượu vang do người anh em tặng tình cảm, không vụ lợi. Có nghĩa là Hưng cãi theo hướng vô tội, mà cãi rất dẻo, thần thái hiên ngang làm lay động tâm can của nhiều anh em phản động và thiện lành. Logic hay không thì status trước mình phân tích rồi. Hưng làm thế, mình nghĩ là dại, vì không bao giờ có chuyện đã bị ra tòa trong đại án, bị bộ chính trị soi mà lại trắng án được. Đấy là thông lệ. Các bị can Hằng, Tuấn không có động cơ vu khống hoàn toàn cho Hưng. Tuấn không thể tự dưng lôi một thằng đệ mà mình từng ban ơn giúp đỡ vào tù mà nó không liên quan tí nào. Thế nên mình vẫn tin là Hưng có tham gia chạy án. Vấn đề là nhân nhận bao tiền đã được cho những ai. Thế nên anh em cũng đừng hy vọng Hưng cải thế mà thoát được án. Trước sau, Hưng cũng phải nhận tội thôi. Ăn nhau là đàm phán xem nhận bao tiền hay cái là hằng, người đưa tiền. Đã báo tổng số tiền là 2,8 triệu USD. Vậy Hưng kiếm bao nhiêu? Tuấn thịt bao nhiêu? Còn đưa ai nữa? Hưng còn đe là thứ hai sẽ khai tiếp về việc bỏ lọt tội phạm, khả năng là các đồng chí khác cùng tham gia đường dây. Hồi hộp phết, dự đoán là anh em cũng đang xoắn quẩy để tính xem quanh vùng vụ án tới đâu, để hưng khai tới đâu, liệu có cần cúp điện tòa không. Vụ này khó xử, đập hưng tới bến thì hưng khai hết cả ga thì cũng dở, mà không thể xử trắng án như hưng đang cãi được. Vậy mức án nào để Hưng chấp nhận chịu nhận tội một mình? Nếu Hưng nhận ít tiền thì thành ra Tuấn lại phải gánh số còn lại. Vì Hằng đưa tiền cho Tuấn mà Tuấn còn là thiếu tướng phó giám đốc công an Hà Nội. Quan hệ trong ngành còn kinh hưng hưng. Vậy ai chấp nhận chịu thiệt đây? dự đoán là bị can nào mà chả chạy án. Việc chạy mất tiền mà án vẫn nặng thì đầy. Quan chức mất tiền kiểu đó chắc không dám tố cáo. Vì tố cáo lại lạy ông tôi tôi ở bụi này. Cán bộ lấy đầu mấy chục tỷ để chạy. Còn em Hằng là doanh nghiệp của đau con sót. Bỏ tiền nhà ra, chạy, mà không được nên mới tung hê tố cáo thôi. Chứ đa số là ngậm đắng nuốt cay. Và đây cũng là những thông tin trong chương trình thời sự của chúng tôi. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Ông Putin ký lệnh tạm thời quốc hữu hóa tài sản hai công ty nước ngoài. Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh áp đặt quyền kiểm soát tạm thời Đối với cổ phần nước ngoài của hai công ty sản xuất thực phẩm và bia, Agt ngày 16 tháng 7 đưa tin, Nga đã tạm thời quốc hữu hóa tài sản của hai công ty sản xuất thực phẩm và bia lớn. Tất cả cổ phần nước ngoài của Danubi, Gusia do công ty mẹ ở Pháp kiểm soát và nhà máy bia Bastika do tập đoàn Casper của Đan mạch kiểm soát đã được bàn giao cho cơ quan quản lý tài sản riêng của liên bang Nga theo sắc lệnh của tổng thống Vladimir Putin, cả hai ông lớn trên gần đây đã công bố kế hoạch chuyển giao hoạt động kinh doanh của họ ở Nga. Hơn 83 triệu cổ phiếu của Danone Russia, thuộc sở hữu của Godès Latier, FS Eperro đã được chuyển giao dưới sự kiểm soát của nhà nước Nga. Theo nghị định được công bố trên trang web chính thức của chính phủ hôm 16 tháng 7, quyết định này cũng bao gồm gần như 100% cổ phần trong vốn đăng ký của Batica Beverly. Công ty thực phẩm Pháp Danone gần đây đã phải đối mặt với áp lực từ khách hàng và các nhà hoạt động để rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine. Ban đầu, công ty bảo vệ quyết định ở lại Nga bằng cách nói rằng họ có trách nhiệm với những người chúng tôi nuôi sống, những nông dân cung cấp sữa cho chúng tôi và hàng chục nghìn người phụ thuộc vào chúng tôi. Hoạt động kinh doanh của công ty Danone tại Nga bao gồm 13 nhà máy, 7.200 nhân viên và chiếm 5% doanh thu toàn cầu hàng năm, khoảng 24 tỷ euro, tương đương 27 tỷ USD. Vào tháng 10 năm 2022, Danone thông báo họ đang tìm cách chuyển giao hoạt động kinh doanh của mình ở Nga trong một giao dịch có thể dẫn đến khoản nợ lên tới 1 tỷ euro. Theo RIA Novosti, Danone đang tìm cách giữ quyền mua lại cổ phần trong hoạt động kinh doanh ở Nga và giữ cổ phần lên tới 25% vốn cũng như một vị trí trong hội đồng quản trị Đến tháng 2, công ty đã chọn được khoảng 20 người mua tiềm năng cho các tài sản ở Nga Vào tháng 6, có thông tin cho rằng thỏa thuận sẽ kết thúc không sớm hơn nữa đầu năm 2024 được cho là do Donano đang trì hoãn quá trình này GIA Novosti cho biết thêm trong khi đó, tập đoàn Casper tuyên bố ngừng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh Nga từ tháng 3. Vào tháng 6, Casper cho biết đã đạt được thỏa thuận bán tài sản ở Nga cho một bên mua dấu tên với số tiền không được tiết lộ. Công ty Đan Mạch từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về thỏa thuận với lý do cần đảm bảo rằng các quy trình phê duyệt diễn ra xuân sẻ nhất có thể với chính quyền Nga. Nhà máy bia Pastika là một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất ở Nga. Tuy nhiên, theo báo Cosmosan của Nga, tất cả các công ty toàn cầu trên thị trường bia Nga, bao gồm tập đoàn Casper, công ty Heineken của Hà Lan và Ahazer Bus Inber của Bỉ đã cắt giảm sản xuất tại Nga vào năm 2022, trong khi các công ty địa phương tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, dữ liệu do trường kinh tế Kiev công bố vào tháng 4 cho thấy, chưa đến 10 các công ty nước ngoài đã thoái vốn khỏi Nga hơn một năm sau khi bắt đầu xung đột giữa Moscow và Kiev. Bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có do Mỹ và các đồng minh đưa ra chống lại Nga. Trong một diễn biến tiếp theo, ông Trump nêu cách chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông chỉ cần 24 giờ để chấm dứt xung đột Nga và Ukraine nếu ta đắc cử. Trả lời phỏng vấn Fox News cuối tuần qua, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích, ông có thể tận dụng mối quan hệ với cả lãnh đạo Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột giữa hai nước này. Tôi biết tổng thống Ukraine, ông Zelensky rất rõ, thậm chí còn hiểu tổng thống Nga Putin hơn nữa. Tôi có quan hệ tốt, rất tốt với họ. Ông Trung nói về lợi thế của ông nếu đóng vai trò trung gian hòa giải Nga và Ukraine. Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm, tôi sẽ nói với ông Zelensky hãy dừng lại và thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu không thỏa thuận, Nga sẽ mất nhiều hơn. Khi đó chỉ cần một ngày, tôi có thể giúp họ đạt được thỏa thuận chỉ một ngày. Hồi tháng 3, ông Trung, ứng viên tổng thống Mỹ, cam kết ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ qua nếu tái đắc cử. Sau đó ông còn nhiều lần nhắc lại tuyên bố này. Tuy nhiên tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng đây là một kế hoạch không thực tế. Đối với tôi, mong muốn đơn thuần về việc kết thúc xung đột là điều tốt đẹp, nhưng mong muốn này phải dựa trên một số trải nghiệm thực tế. Ông Nhasaki nói trong chương trình This Week của ABC hôm 9 tháng 7. Ông bình luận thêm, nếu chúng ta đang nói về việc kết thúc chiến tranh với cái giá phải trả là Urana, hay nói cách khác là Urana phải từ bỏ lãnh thổ của mình, tôi nghĩ theo cách này Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể chỉ cần 5 phút để kết thúc xung đột, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ người dân, bất kỳ thị trấn và làng mạc nào phải nằm dưới sự quản lý của đối phương, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố. Ông Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình hay đổi lấy tư cách thành viên của NATO. Thay vào đó, ông kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại giúp kỳ phản công